Yêu thì yêu, không yêu thì yêu là ca khúc mở đường cho việc phát hành album phòng thu đầu tay của ARMY. Sau 3 ngày phát hành, Yêu thì yêu, không yêu thì yêu cán mốc hơn 5 triệu view, giữ vị trí thứ 6 trên top thịnh hành. Bên cạnh đó, mới đây, ARMY cũng vừa hé lộ thêm tạo hình biến hóa với hình tượng công chúa 4 mùa trong album sắp trên làng. Album đánh dấu hành trình 1 năm ra mắt của tân binh ARMY, âm nhạc mà ARMY đưa vào album là năng lượng tích cực trong tình yêu gửi đến khán giả với 10 bài hát với thể loại pop. Ngoài 6 ca khúc được phát hành MV trước đó, album sẽ có 4 sáng tác mới. Album Dreamy của ARMY sẽ được chính thức phát hành vào ngày 28 tháng 6 năm 2020 tới.